Chào các bạn, mình tên Vinh học lớp Phúc Trinh IK43. Hôm nay mình sẽ trình bày về hệ thống nội môn. Hệ thống nội môn có tên tiếng Anh là Reticular Endothelial System, là một phần của hệ miễn dịch. Cách gọi khác Mononuclear Fibrocyte System, như một số người hiểu nhầm là các bệnh nội môn không phải là hệ thực bào. Chức năng của hệ thống nội môn là lấy sắt từ hem của hồng cầu đi chất chương trình apoptosis. Hệ thống nội môn có bốn gồm có bốn loại là đại thực bào, hoạt bạch huyết, lách, tế bào cúc phân của gan. Và sau đây mình có hai câu hỏi là tuyến xương có thuộc hệ thống nội môn hay không. Câu hỏi số 2 là thận tiết erythropoietin, chất này được tuyến xương dùng để tập dùng để tạo hồng cầu. Vậy thận có là cơ quan thuộc hệ thống nội môn hay không? Okay, thank you.